Xin chào tất cả các bạn, tôi mình là đây. Giao lâu và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục series Pokemon Secret Go Nuzlocke. Thì như các bạn đã biết video trước, chúng ta vừa đến được thành phố thứ nhất là thành phố của Gym Hệ Bay. Và theo thứ tự thì chúng ta sẽ vào cái tháp cây này trước để luyện level. Và khi mà xong rồi thì chúng ta có thể xem xét và luyện thêm, hoặc là chúng ta có thể vào thẳng Gym Hệ Bay và đánh thằng chùm ở đó. Nhưng dù sao thì đây là Pokemon đầu tiên mà chúng ta gặp trong tháp này và chúng ta phải bắt nó, mặc dù nó rất là xấu. Bây giờ mình không thích. Tại sao những con Pokemon xấu luôn muốn xuất hiện đầu tiên? Ôi mẹ kiếp. Ok, nó sống được cái Ember của Drogon cho nên thật đáng tiếc. Thật ra lúc đó mình cũng định giết nó xong cho xong luôn. Nhưng mà lỡ rồi thì sẽ bắt. Ok, 1 2 Wow. Tại sao mày xấu quá? Ok, để đặt tên cho này. Đồ vàng không to, thổi kẹt. Thổi kẹt bởi vì nó giống cây bonsai. Ủa má, tại sao mình phải nghĩ tên cho con xấu như thế này? Thật là ghét. Ôi ôi ôi. Mình sẽ đặt tên nó là Chu Chu. Bởi vì mình nói Chu. Giờ bởi vì đặt một chữ Chu thì nghe không được, nghe nó kỳ kỳ, cho nên đặt Chu Chu cho đỡ hơn. Mặc dù tên đó cũng không phải hài hòi gì, nhưng mà dâu lâu mình cũng sẽ không xài cho nên cũng không quan tâm. Nghĩa là mình đã xác định được ba con sẽ đi vô cái lỗ win, đi vô cái hộp trong máy tính, đó là Mariko, chim chuột và chu chu. Chu chu thì mới vô rồi, nhưng mà thật là đáng tiếc cho các em. Các em không đủ đẹp hoặc là các em không đủ mạnh. Nếu mà mấy thằng chính chết hết thì các em sẽ có đất diễn, nhưng mà còn lại thì chúc các em may mắn lần sau. Nhưng dù sao thì như mình đã nói ở video trước, bởi vì cái tháp này là có rất nhiều hệ cây. Mong là vậy, bởi vì cái này bản thân trình không rõ lắm, nhưng mà chắc chắn sẽ có khá nhiều hệ cây trong đây, cho nên Drogon sẽ có rất nhiều đất để diễn. Tại sao mình đi dùng chữ đất diễn thôi đúng. Sẽ có rất nhiều cơ hội để thể hiện rồi gì đi, bởi vì nó là hệ lửa. Và nếu may mắn thì Drogon cũng sẽ được level 16 trong cái tháp này, mong là vậy. Cố gắng hết sức, cố gắng hết sức. Tại sao mấy con xịn xịn như con ma nó không xuất hiện, còn lại ba mấy con chuột rồi bán cây này, thật là mệt. Thì sau khi mà mình tiến hóa được, mình cho Drogon tiến hóa thì mình sẽ cố gắng để cho răng to. Theo thứ tự là Drogon trước, sau đó tới răng to, và nếu được thì sẽ là sóc lọ hoặc Mina, tùy theo tình hình. Bởi vì nếu mà sóc lọ không có cách nào để tiến hóa sớm trước thì thôi mình cứ để đó, chừng nào lượm được cái cục đá băng, quên, cục đá lửa, đá điện hay gì đó thì sẽ xem xét tiến hóa nó sẽ nó sau. Còn Nina là bởi vì nếu mà theo đúng bài bản thì nó sẽ tiến hóa vào level 18, cho nên mình sẽ ưu tiên trước. Ôi mẹ kiếp, hiếp mà sự xong cái gym này là hệ cây, hệ bay, hệ cây, mẹ kiếp, hệ bay. Thì tiếp theo sẽ là hệ bọ, cho nên lúc đó là lại sẽ có chỗ cho Drogon để xài nữa. Nhưng mà mình thì không muốn lạm dụng Drogon quá, bởi vì lỡ như luyện nó lên level thứ 20, sau đó bị cái critical nào đó trên cả là thúi đời. Cho nên mình sẽ cố gắng phân bổ level cho mấy con khác, dạng như là nếu răng to không có gặp khó quá khó khăn để với trong gym của hệ bọ thì mình sẽ xài nó, tương tự với shop lọ là bài Nina hoặc là những con Pokemon tiếp theo mà mình gặp trên đường. Đúng rồi, sau cái chỗ này là mình sẽ được có được cái trứng. Và mình không có nhớ là mình sẽ có được, là mình sẽ phải cầm cái trứng nó bao lâu thì nó mới nở. Cho nên giờ nếu mà trứng đó nở ra tôi game mình cũng sẽ không xài, cho nên đang xem xét là có nên giữ cái trứng đó không. Bởi vì tự nhiên được Pokemon thì ai không lấy, nhưng mà
phải cặp nó, nói chung phải có một lỗ cho nó trong trong cái bộ này đến một thời gian dài, sau đó nó mới bắt đầu nở. Còn sau đó bắt đầu nở thì mình cũng không xài, cho nên để xem xét nữa. Có thể là mình sẽ bỏ Maruko và chim chuột vô trong lỗ, vô trong box trong máy tính, và lúc đó mình sẽ có hai lỗ trống, thì mình sẽ bỏ ông cái trứng đó vô một lỗ. Và nếu mà mình bắt được một con hoặc hai con, nếu mà không có gì đủ xịn thì mình vẫn sẽ giữ cái trứng đó, nghĩa là tinh thần là mình sẽ giữ cái trứng đó cho đến khi mình bắt được con nào đẹp hoặc là mạnh hoặc là nói chung là sau đó mà mình thích. người ta nói cái Pokemon kiểu Nuzlocke này là để cho người chơi nó gần gũi hơn với mấy Pokemon, mà mình thấy mình cũng chả có gần gũi hơn khi nào mình vẫn chơi mấy con chính, chứ mình không có thích chơi mấy con mà mình không thích. Đồng ý là mình cũng sẽ không xài những con như Nina, nhưng mà bởi vì lần này nó đẹp đẹp hơn mấy con khác, cho nên ôi mẹ kiếm Hypnosis nữa, quá cái chỗ ôn này nó nhiều Hypnosis quá. Ok, không có Awakening ở trong shop, nó cũng không có bán Awakening, là sao lộn đạn. Nhưng mà tranh thủ chỗ này mình sẽ hồi cho Trogon, và sau đó thì mình sẽ switch nó ra, mình sẽ đổi nó ra để là ôi mẹ kiếp critical hit, trời đất ơi, rồi Trogon ra đi cha mày chứ, hiếp con xích con khỉ. Được rồi, bởi vì hai đứa đều ngủ cho nên, nhưng mà bởi vì Trogon có nhiều máu hơn cho nên có thể tăng được một vài cú, và mình sẽ mong cho nó dậy sớm trước khi ăn một hai cái crit. Scratch. Ôi chừng nào mới có được cái đúng rồi, trong cái game bản hệ Go hay này nọ không có Pokeflow, không có cái sáo mà chỉ có cái radio, phải không? Ôi mày biết gì là không có sai được. Ai da, là mấy cái game sau này đâu có Pokeflow đâu hả? Ok, mình nhớ hồi đó chơi Fire có cái đó rất là tiện. Bởi vì sao cần phải đem theo cái Awakening, không cần phải đem theo mấy cái Awakening khi mình bị ngủ. Mình sẽ xem xét cho mấy con, nếu mà mình lượm được mấy cái berry, mấy cái hộp, cái đó là gì, Chesto không ta, nói cho mấy cái hộp mà cầm để đánh thức con Pokemon dậy khi mà nó mới ngủ á, thì mình sẽ cho mấy con này giữ. Còn nếu không thì sẽ cố gắng hồi máu và sau đó lùm lê cho đến khi nó tỉnh dậy, cho đến khi mình mua được Awakening. Nếu bây giờ gặp một con hoang dã thì mình có thể tung con răng đo ra để cho nó chỉ một vài hit mà cho nó dậy. Hơi lạm dụng tí nhưng mà thấy kệ, ai cấm. Ok, cậu mong con này. Mẹ kiếp, nhìn luôn. Vậy là phải giết nó. Sao không được? Được rồi, yeah. Ok, bây giờ răng to tỉnh thì mình có thể yêu tiêu hơn. Nếu mà Dragon có bị gì đó thì mình vẫn có thể có con răng to ra tăng. Xong lò quá xui khi mà lần này không có được chỗ nào để xuất hiện. Sorry em, chúc em may mắn lần sau. Ôi mẹ kiếp, yeah, đáng lẽ cái chỗ này mình đã có thể tung con sóng lọ ra cho nó hưởng tí level, lấy tí kinh nghiệm, nhưng mà em cũng chắc cũng không có nhiều, với lại còn phải chia kinh nghiệm với con Trogon cho nên chắc cũng không được tí nào. Và Water Gun của con răng to thì cũng đủ để giết Gastly này rồi, và nó cũng không có làm gì được mình, không có chiêu gì để đánh được. Có mình lúc với cái kia cho nên dạ, bởi vì giờ tiện rồi cho nên mình có thể giết luôn mấy. Ôi trời mất ơi, trời đất ơi, nó không chết. Sai lầm, chết rồi. Không sao, giờ nó level 14 và nếu được may mắn thì sẽ tiến hóa ngay trong tháp này. Ok, Dragon 16 tiến hóa không, răng to cũng vậy,
Đi nào tới 18 lần. Ừ, xem nữa. Potion get. Con này nhìn con này trong cái hệ bị sofa nhưng mà đáng tiếc của em, nếu anh gặp em sớm hơn thì tình đôi ta đã khác rồi. Thật là đáng tiếc, tại sao phải bắt con chu nó ngại kiếp. Nghĩ là tức quá. Thằng gà này có thể chết đi. Nhả nhép 15. Yeah. Còn thêm một level nữa thôi. Vẫn còn hai thằng. Vậy là chắc là đủ cho Dragon tiến hóa ngay trong hai này trước khi đánh ông già. Gọi là gì, trưởng lão hả? Gọi là gì, sư trụ trì. Ôi mẹ kiếp. Tại sao lại xài hết nước thì sao trong đây lại xài hết nước? Đáng lẽ phải bị cấm chứ. Ok. What a small. Mình sẽ và bởi vì không có đoạn gì cho nên phải xài cái này. Rồi à, muốn đỏ không? Muốn đỏ scratch không? Vô luôn. Ôi trời, cái này lâu lắm. Một cái crit giùm tao cái. Ôi trời đất ơi. Cái đó hên quá, lỡ nó cái đó mà nó crit một cái thì chết mẹ luôn. Trời đất ơi. Mình sẽ đổi Pokemon Dragon nói luôn. Giờ bởi vì nếu may mắn thì con này nó sẽ xài tiếp là cái scratch của nó chứ không qua từ gần u. Đúng rồi. Ôi trời đất ơi, được critical hit má biết không ạ. Ok, lên luôn. Rồi. Đồng văn này có tên liệu. Chơi luôn. Ember. Ôi trời đất ơi, chết. Còn sống. Đồng văn. Chết đi. Ok. Còn con nữa thôi. Bulbasaur. Tuyệt vời, level 11 nữa. Ăn cất đây. Dễ dàng. Và bây giờ có đủ. Yeah. 16. Dragon Rage nữa. Cái đoạn này hồi lúc sớm mạnh lắm. Mình nói giờ là Dragon Rage này sẽ giảm 40 HP của mọi Pokemon, bất cứ là Pokemon nào. Giờ nó chỉ giảm 40 máu thôi, ngoài ra không làm gì hết. Cho nên đối với mấy con thấp thì HP của nó không có nhiều, trên đoạn này rất là xịn. Và đây là sự tiến hóa của Dragon lên thành Charmeleon. Ok. Bởi vì hồi máu thì đã. Trước đó thì mình sẽ đưa cái này cho một con khác. Mình sẽ đưa cho răng to. Và như vậy mình có thể tiếp tục xài con Dragon mà khỏi phải tung răng to ra, bởi vì Dragon bây giờ mạnh hơn nhiều luôn rồi. Bởi vì khi mà tiến hóa nó sẽ thêm tăng thêm một lần stat nữa. Và bởi vì nó có Dragon Rage rồi cho nên mình sẽ tận dụng triệt để. Và nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ xài luôn Dragon trong cái gym sắp tới và sử dụng răng to hoặc là sóc lỗ Nina trong đối với mấy con Pokemon hoàng giả hoặc nó không liên minh được, bởi vì như vậy sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Cho đến giờ thì mình vẫn may mắn chưa để chết con Pokemon nào bắt được, và thật sự là may mắn bởi vì cái bản này nó khó hơn bản thường, nói chung là đánh chạy chật lắm mới được tới đây và phải xài potion liên tục. Nhưng mà đây mới chỉ là thành phố đầu tiên và nó đã khó như vậy rồi, thì mình nghĩ là đến thành phố thứ hai và thành phố thứ ba mình sẽ có cái chết đầu tiên trong đội của mình. Và mình mong đó không phải là những con chính, bởi vì những con chính là những con chính. Nếu mình không nhầm thì sau khi mà đánh xong cái thằng sư trụ gì nó sẽ cho mình cái
KTM là Flash, phát sáng á, là với được cái VM đó thì mình có thể vô cái hang tối mà hồi nãy mà hồi đó mình bắt con chim chuột. Nhưng mà bởi vì mình bắt rồi thì mình cũng không có ý định vô đó lại làm gì, nhất là khi nếu bạn nào nhớ thì trong đó có mấy cục đá để đập mà để xài Rock Smash và mình chưa có đòn đó cho nên mình sẽ để lại sau. Còn bây giờ thì ôi mẹ kiếp, con này phiền quá, chết đi. Ui, Dragon Rage mạnh quá, mạnh chó chết. Còn bây giờ thì ôi trời đất ơi, này mày nữa, tao ghét mày quá, chết đi. Chà mày chứ. U răng to lên được 14. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đánh sự chủ trì của cái tháp này và sau đó chúng ta sẽ nhận Flash. Sự chủ trì. Ông cũng sẽ xài hệ cây cho nên ông chỉ phải quan trọng, ông không phải quan tâm. Em ơi, sao phải sẵn? Lên được 17. Tôi còn mạnh quá. Con này cứ Dragon Rage thôi. Không Ember thì Dragon Rage không gì có thể cản được. Thôi thôi, Dragon Rage. Ôi trời đất ơi, đụng nó chưa chết. Quá. Rồi, Ember cho xịt. Cherubi, Ember. Ok. Quá, răng to không lên được tiếp level nào nó chán vậy. Cái gì đây, cái gì đây? Được rồi, hệ tiên hoa nào của Eevee là thích nhất? Mình sẽ chọn Jolteon. Giảm dần cái thanh đầu sau. Oh my goodness. Giờ cái flash giờ không quan trọng rồi. Mình sẽ dùng Thunderstone cho sóc lọ tiến hóa thành Jolteon và sau đó mình có thể sử dụng nó cho cái chết mạng. Nếu mà tiến hóa lên nó cũng chưa biết đòn nào để nên cũng chưa có đòn hệ điện nào. Ai da, ok thì nếu mà mình tiến hóa cho sóc lọ lên thành Jolteon xong và mình bây giờ mình tiến hóa cho nó đây thì sau khi tiến hóa xong mình sẽ đem nó đi ra ngoài luyện một vài level trước đã cho nó có gì, nếu học được đòn điện thì tốt. Còn nếu mà lâu quá không học được gì thì thôi, mình sẽ dùng Dragon để tiếp cái thằng chủ gym hệ bay. Nhưng mà nếu may mắn thì nó sẽ học được một đòn điện và lúc đó thì mình có thể sử dụng nó trong gym hệ bay. Bây giờ dùng Escape Rope ra ngoài. Nhưng dù sao thì đây cũng là kết thúc của episode thứ 3 trong series Pokemon Sojourner's Log. Và mình mong các bạn đã thích khi xem video này, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cho series cũng như cho channel thì để phần comment dưới mình sẽ đọc hết. Ngoài ra thì mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là YOLO, xin chào.